Hello, chào các bạn. Hiện tại bây giờ tôi đang ở trong liều mà 12 giờ 25 phút rồi. Ở ngoài trời thì lúc nắng lúc mưa. Khí hậu ngày hôm nay nó bất thường không thưa các bạn. Con cái là ngày hôm nay đi ra ngoài biển chơi. Như rồi vì mấy tháng liền nằm ở trong khách sạn, không không khí như ở trong nhà như ở khách sạn vậy đó, mấy tháng luôn bị nhốt bầu như vậy. Thật ra là khi mà bước đi ra ngoài xã hội, đi ra ngoài ánh sáng mặt trời, rồi chơi tới 11 giờ khuya ở ngoài biển mới trở vô trong liều, thành ra sức khỏe không có tốt, làm cho mình nó muốn cảm thôi các bạn. Thành ra là bây giờ là mấy đứa nhỏ, anh em chị em đang đi ra ngoài biển để mà chơi, để mà tắm, nướng cà tím, rồi nướng thịt sườn, đem đồ ăn rồi ra cho mấy đứa nhỏ tắm ở ngoài biển thì cũng không sao, lúc nắng lúc mưa thì cũng không sao thôi các bạn. Đây, râu này là râu Covid nè, tôi để tới ngày hôm nay nó ra dài rồi đó. Thành ra là mấy đứa nhỏ nói thôi thầy ở trong liều đi, đừng có ra ngoài đó, sợ nó sợ tôi bệnh á. Thành ra là ở trong liều quay trò chuyện với các bạn. Đây anh hùng nướng thịt đây. Hết ngày hôm qua thì sáng nay thì ăn sườn nướng, thấy không, rồi rau đay. Thì bây giờ ăn tới là thịt heo nạc phải không? Thịt heo nạc phải không? Thịt heo đùi á. Đó, thịt heo đùi đó nha các bạn. Nướng nè như đều đi rừng, như đều sen lắm. Nướng bằng bếp điện, không có chơi bếp than. Chứ bếp than thì chắc có lẽ là nó ngon hơn á, đúng không Sơn? Như đều tại... Hả? Tại sao gọi là anh hùng là tại vì cái tháng này mình đi nó mưa gió, thành ra phải thủ thêm cái bếp than. Với lại bây giờ là người ta kéo nhau, người ta đi tắm biển hết rồi, giờ là 6 giờ thiếu 10 các bạn, là anh Sơn ảnh phải chạy lên, đầu tóc ướt, quần áo ướt, cũng phải là hoàn thành sứ mệnh lo cho buổi chiều nay. Rồi đó, nướng nha các bạn. Trời ơi, nướng này mà có corona dắt miếng chanh vô ha, được không? Sơ uống Heineken ha, corona. Sao mấy người xì người ta thích corona quá Sơn hả? Nó nhẹ hả sao? Nó bỏ chanh vô nó uống. Bây giờ là 7 giờ 10 rồi mà bây giờ anh Sơn vẫn còn ngồi nướng nè các bạn. Đó, nướng tới giờ này là mày cho mấy chục con người ăn đó, mà tới giờ này vẫn còn phải ngồi nướng nè các bạn, thấy không? Nói rước chép cúc từ Việt Nam á. Đây là đầu bếp nổi tiếng phải rước từ bên Việt Nam qua nướng ướp mà thịt đặc biệt. Học nấu từ bên Nhật đi qua luôn. Còn đây là thưa các bạn dòm đây nha,
ở đây là không phải than thở, như các bạn cũng thông cảm. Cái người này ở đây nó cũng khổ lắm. Bây giờ thời Covid mà thành ra thấy người ta làm YouTube nướng cà đưa chị em cà nướng để gây quỹ, thì ở đây bây giờ anh này này cũng phải nướng cà để gây quỹ nè. Lý do là nhờ các bạn thấy nè, lý do mà ở Mỹ mà ốm o kiểu này bắt thấy các bạn thấy không? Đó, nướng ốm cỡ này mà ăn uống gì được đâu, còn là hút không à, hút thuốc á, chứ không phải hút cái gì nha, mà nó ốm vậy đó. Nướng trà đó, bà con nào mà thương đó, bà con nào thương tình thì đến Virginia Beach nha. Ở khu này là khu khu C, khu gì đây? Khu nướng cà, nướng thịt. Nói vậy cho dễ hiểu. Mọi thắc mắc hay là có sự đóng góp gì cứ gửi về đây nha. Để cà nướng đó. Để về cho thông miễn, có ai mướn phụ bếp rồi ok. Ôi, có đằng kia, cái người đằng sau cái bát rau đó là đang làm mỡ hành nha. Là đi... cà tím nướng ăn mỡ hành. Rồi ở đây là thịt bún thịt nướng. Chắc tối nay uống bia thôi chứ. Đó, quá wow, thịt này mềm lắm các bạn ơi, tôi mới thử nè. Thịt này ăn quá sức là mềm luôn. Cái cảnh nướng nướng thịt ở đây khổ sở không, phải ngồi phải có ghế dựa rồi này kia. Trời quá. Chứ không phải là khen ngon là phải ăn liền đó. Đó đây là, thằng này là mới khen ngon cái là nó thử liền nè. Đó, nhưng điều thử có răng không đó nha, tao nói mềm mềm á. Trời đất ơi, thì mềm không? Bà con làng xóm nghĩ thằng này nó bao nhiêu tuổi mà cái đó mà nó ăn cái miệng nó là giống ông già. Mồm. Hồi xưa ông già 70 tuổi, 80 tuổi mới có được cái kiểu ăn của cái người này, mà cái người này đó các bạn thấy đó, không? Mềm phải không? Thịt mềm phải không? Quá mềm luôn. Thưa các bạn, hiện tại bây giờ là 7 giờ 15 phút rồi nha. Chúng tôi ở đây chúng tôi gồm có 4 khu vực, 5 khu vực của chúng tôi. Như điều cái khu này là khu trung tâm, dùng để làm thức ăn rồi tập trung về đây ăn uống nha. Còn ngủ nghỉ thì mỗi gia đình là mỗi liều nha. Ngày hôm nay là đây là những người mà có tấm lòng cao cả, hy sinh không tắm biển để ngồi nướng để cho các bạn đi biển về ăn nha. Tím mỡ hành đi các bạn ơi. Bao nhiêu khổ, anh em nào mà muốn đóng góp gì cứ inbox vô nha. Anh này anh khổ lắm. Anh cà tím mỡ hành. Định đi mua tôm hùm mời anh ăn đây chứ. Mà mùa Covid này các nhà hàng đóng cửa thành ra không có mời anh đi ăn được các bạn ơi.
ở Việt Nam thì lấy dao mà rạch rạch ở trên cà tím, còn ảnh không có, anh lấy đũa anh chọt cho lủng lỗ anh nướng. Đây là thịt nướng nè các bạn ơi, đã nướng từ hồi 6 giờ tới giờ các bạn. Trời ơi, món này, cái rốp này khó ăn lắm. Máy không á? Ê, về các bạn, thành quả của bạn tôi chiều nay đi các bạn, đây là cú máy không nè. Rồi con cá nữa nè các bạn. Wow. Cá lớn lớn không các bạn ơi? Đa số là cá đối, cá đối. Cá đối gì á? Cá đối hả? Cá đối bự á. Đó, cái này nè, cái này nè thầy. Đã quá ha. Cỡ phút à. Cua cũng ra mấy chục con hả? Cũng cỡ 30-40 con á. Đã quá các bạn ơi. Rồi. Đây, cháu tôi đây, cháu tôi đây. Tôi biết cháu tôi qua thì tôi phải giấu trước. Để với cháu tôi mệt quá. Đây, xe hai đi con, xe hai đi. Xe hai đi, please đi con. Please đi. Please. Đẹp bông đẹp quá ha. Ừ, bông đẹp coi. Quá. Đó, bà em đi với xe xịn nè, chở với Thảo Phương đi nè. Cô Tư nè, ngon không con? Hôm nay có cà tím không? Ăn cà tím không? Tím nướng hả? Cô Tư nè. Hai cô Ly kìa. Hai, giỏi quá ta, giỏi quá đó. Giỏi. Cái lò thang đi, cái lò thang là xong chín lâu rồi. Cái lò thang. À dạ, còn với anh em với lại gia thông nè, cà tím nướng thịt nướng nè. Chiều hôm nay món cà tím của cô Tư nấu quá đã luôn. Rất là ngon. Ăn này là lạc gì miền Tây luôn. Dạ, món thịt nướng tuyệt vời. Đó, rồi, thank you. Còn thịt nướng nó mềm phải không? Dạ. Cà tím con tuyệt vời. Vâng. Thịt mềm phải không? Thịt mềm lắm. Thế sao có đói vô mà lưới dài có 4 con vậy? Mới gặp nguyên 5 con. Chờ ba xuống qua sao? Cá đó mà dính nhiều làm kho ngon lắm. Ủa còn ai ngồi ở trong túp lều nữa nè. Là bắt quà. Muốn quay là bắt quà phải tắt mày về. Không đúng luôn. Đây. Chào các bạn.
ông đỡ giặt. À, tối nay là coi như là tối thứ hai, tối chủ nhật, ngày thứ hai mà chúng tôi cắm trại. À, tối nay sau khi mà ăn thịt nướng, cà tím nướng, mỡ hành rạng cơm, mấy đứa nhỏ nó đi tắm chưa đầy đủ. À, sau khi ăn xong rồi xuống biển tối nay một lần nữa thưa các bạn. Dạ. Rồi, món sushi chiên tăng cường tối nay nha. Giờ air fry cái rồi xong rồi mới cắt ra. Đây. Quá đẹp luôn. Chào anh. Tối nay công ty với các bạn có đúng lộn nha, chỉ thiếu rượu thôi. Em cũng mới mua lần đầu.